Không có, em nói buồn chịu nha, nhất thịt bò mà phun lên em vô ăn, em không ăn đâu đó. À, đó chưa. Chỉ có chị ngu á, chị mới ăn thịt bò của nó. Trời ơi. Cha nó nè, mẹ mà cha mẹ nó đang ăn chưa? Cái gì? Được cha với mẹ đang ăn chứ nó bụng quá trời, giờ nó vô trời ơi. Thôi bán lẻ đi. Làm việc kiểu này là không được nha. Đuổi việc hai chồng bà cũng nè. Ngay bên cạnh là chùa quán, đồ quán mà điểm á. Quán á, vô quán đi. Á trời ơi, chị ơi làm như vậy. Trời ơi, làm ăn kiểu gì này không có được đúng không anh dễ. Giờ này qua giờ chưa, vừa mới làm được ăn, ăn trời. Ờ. Mày má tao đó, tao đi vô đây tao làm mẫu cho tụi mày nè. Trời ơi. Trời ơi. Bữa nay sa thải luôn. Sa thải là lỡ làm cái này đi đủ việc luôn. Không có mướn em hai chồng nữa. Đủ 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 đủ. Không bằng bằng. Thấy 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 thấy. Trời ơi, đuôi bé. Trời ơi. Thôi dạo kìa. Làm ăn kiểu gì làm mới được. Chứ không thấy tiền lương nha. Nói rồi đó. Thứ người ta làm là 9 giờ vô nấu đồ, nấu cơm bò gì đó xào ăn. Giờ giờ mấy giờ rồi? Giờ là 1 giờ rưỡi rồi. Giờ là 12 giờ 15. Ờ 12 giờ 15 rồi. Nấu lòng lờ mày cho mày ăn. Ủa. Nhắn chỗ gì? Chỗ gì? Nhắn chỗ liền. Anh đó. Hôm nay làm món gì cho má ăn anh Mộc? Làm món gì vậy? Bò xào. Bò xào gì vậy? Xào khổ qua ăn cho khổ đã qua hay sao? Trời giỏi mấy ghê quá trời, sắc kìa rồi, ủi của kìa đó. Thấy chưa? Cái chắc trái này là trái gì vậy anh? Hả? Trứng. Trái trứng là tiếng là trái gì vậy cả nhà? Hả? À, ông nói là trái trứng là trái gì? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bò. Quỳ bò. Bò. Wow wow wow. Quỳ xuống. Thấy xuống mình hỏi. Quỳ hen dị quá. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bò. 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 Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Ơ Mộc mời lại mẹ. Ê chứ hồi giáo kìa bà nội đi. Trời ơi. Ơ Mộc vô. Ơ Mộc vô. Ơ Mộc vô. Mộc. Hãy đưa Mộng về chợ gãy. Trời ơi. Đụt quần luôn. Thôi chặn lên. Mắt dài. Tôi nhẹ hai người đi xuống. Đi xuống. Bò bò. Đi góc rồi. Mặt trước. Mặt trước. Bò bò. Trời ơi. Mẹ mấy mẹ. Mẹ quậy mấy mẹ mấy mẹ. Nè kênh Mộng chỗ tài nè. Nè, bấm vỗ tay nè. Nhưng mà ai mở cửa bên đó mày đây nè. Chảo đây nè. Chảo đâu rồi? Đây nè. Chảo dặn đây luôn. Cái gì nữa? Đó là tiền dưới đó, một túi nữa. Chảo rồi. Miếng bánh nè má ơi. Khoan bánh nè. Đó, chị Thi mới mua chú chiên nữa hả? Mà chú chiên nữa. Dồn hết miếng bánh vô hộp luôn. Dồn hết luôn. Còn cửa này dồn vô luôn. Dai. Dai. Rồi má ơi. Dạ, 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 ăn đi bác. Dạ, dạ, ăn hết, bà nội. Ăn dính thấy ngon. Ăn quá, ăn nha nhã, đồ quá, mà sai ăn quá. Bà ăn không? Ngâm cái gì vậy? Bà ăn không? 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 Sao rồi? Là bé. Sao không? Tôi sợ. Qua đây. Qua đây nè. Qua đây. Qua đây nè. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Lại cha. Lại mày cha nghe. Trời mày ghét mày ơi. Nghe lại nó bay. Lẽ giòn nó hiện mình hay chứ. Bà quỳ xuống bà lại đó nhìn nó giống cậu chủ bà là con chó á. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Cậu chủ. Bò bò bò. Đây bà giống con chó đó giống cậu chủ. Mày thấy ghét mày ơi. Anh ơi anh gì mời cả nhà ăn đi ha. Mời cả nhà mới phải môn giùm em nha cả nhà. Vô chứ không hết luôn. Nhai. Nuốt. Không có nhai. Không có nhai. Nuốt. Hôm nay nuốt rồi má. Nuốt vô. Ừ. Thôi lại chỉ cho anh Mộng làm nè. Ai gọi điện thoại của ai gọi nè. Chính là hết rồi đó. Biết nấu không? Không có hai cậu Mộng. Hả Mộng? Biết nấu không? Nó bị nấu thì nấu, nấu thì đừng nấu nghe. Không biết nấu mì anh nấu. Thôi giờ để nấu chỗ Tài đi. Được được rồi, để hai nấu. Ờ, giờ để tôi nấu. Để em nấu nha anh. Để tao đi qua nấu chứ. Để tay thử vô anh. Để đi. Không để đi. Chứ sắc ghê không anh ha. Ừ. Đó, đổ bụi, ghê đổ, ôi bụi. Bà sắp còn này. Rồi, làm cái trong phim đó ha. Trong cái rủi nó có cái mai, nếu như mà bữa nay á, bà nhờ bà hai bà báo lộn ngày chứ đi bữa nay xuống là không bao giờ cho kịp. Đúng là rồi. 100 cái lồng đèn nó dồn vô họng bà hai hết luôn. Nghe coi nói gì vậy?
ôm mộng vô. Ôm mộng vô, ôm mộng vô. Hãy, hãy, hãy. Trời ơi. Trời ơi. Đó, mộng chỗ tài nha. Bò tươi nha, không phải bò của bà Hai nha. Bò bò tươi nha mọi người. Bò tươi tươi lên đó má. Trời ơi. Bò đỏ. Bò chi tôm, bò chi tôm. Bò chi tôm. Tới gì? Khét giờ chín qua hay khét. Để đây, để xuống. Chưa. Rồi, tao làm mà không biết làm mà giỏi nữa. Leo đâu? Chỉ không làm không đó. Thôi quá vậy. Vì leo nè. Quỳ gối xuống. Chiều quân hơi. Chơi chiều quân. Xót xa. Này là chúa cha. Ê, đau quá vậy. Yeah. Đau quá rồi, đau quá. Có gì? Chết rồi. Chết rồi. Mở tủ lạnh ra, mở tủ lạnh ra. Đúng cái đầu vô. Đầu vô. Đầu vô. Trời ơi, Hà Nội ơi, quá mát. Cô chủ ơi, cô chủ. Anh chủ, cô chủ, con là con chó, cô chủ nha. Ê, trời ơi, ông nội. Trời dắt gì đây dạ, đừng với cái súng chứ. Rồi, cái gì? Cô chủ ơi, cô chủ. Ông chủ, ông không, ông không, ông không, ông không. Trời ơi. Thôi mùi giấm. Thử ra, thử. Thôi, giấm. Anh chiên, lộn, anh chiên luôn. Thảo, Thảo luôn, Thảo ra. Nhớ mà thảo đi. Thì này mới giống như bán đồ bà nội. Ủa hết hộp chứ. Anh thấy bà Hai là sợ giùm mình. Đấu mình gì? Còn chưa, còn chưa. Điếm là mấy chiều quả, nhiều quả mà điếm, lạnh nó điếm là. Trời ơi. Để lạnh. Trời, để tao nấu cho nó chọn nữa này. Nhỏ đông sương. Bơ bơ lạnh thu hà hà. Trời ơi, trời. Trời ơi. Giỡn hoài. Hai, biết rồi. Sáng mà ra mà nói ăn cơm ở hộ ổng mà bà có trả tiền đâu. Ủa có không ta? Không. À, không trả ở dưới hả? Trời quên. Quên thôi để em trả, hình tiền trả nghe như vậy. Thấy vậy sao bảo? Gửi nghe đây hình Dương trả quên, nó không nhớ. Sao không nhát đi đi chở tôi đi về không tôi đi về đi. Bởi nè, xúc ra nè, chín rồi nè. Trời ơi chưa nấu cơm nữa. Thánh thần ơi. Mấy mẹ chưa mẹ nấu cơm nhưng mà sao? Có đâu. Nó nói vậy. Tôi gì hai cơm hả? À, đụng nó nít. Bởi cơm cái gì á hả? Về sao ăn có chiên cơm cơm có chiên không? Thôi đừng có chiên giờ này. Cả chi điên nhìn chưa mấy má chưa đói mà. Này nhìn Trang phụ quá đi ta. Nói mày nói rồi. Chưa, chị chiên đi. Nói cái chả bự ra mà chiên. Chín từ chảo. Chín từ chảo, ờ vậy hả? Chiên đi, kệ đi. Thôi qua què ba lá hẹ đi chút xíu rồi. Đổi quá. Đổi quá trời rồi mấy mẹ mấy mẹ. Học lưỡi. Học lưỡi mấy mẹ mấy mẹ. Lấy gần em một chút. Một chút thôi, giúp đi, giúp đi, giúp đi. Không, không, không. Nhanh 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 quá đã. À hơi bắt cái giải rồi. Ngon không? Chị bự nữa rồi. Cái nữa. Ngon không? Thử lên luôn, thử giùm nữ rồi. Cũng ngon, chị bò dây nhách nè. Thử giùm nữ rồi. Thử giùm nữ rồi. Thử giùm nữ mà lên. Ôi trời ơi. Sao không xuống em mua bỏ lông xin nó ngon, nó mềm nó ngon hơn. Chủ. Em mua đây giờ không mềm dai quá trời. Nghe, 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 chị nhách nè. Kìa, nghe nương nói anh. Nương nói bãi ra thịt bò của má Hai là không ăn luôn. Đúng rồi. Bò bỏ em mới ngon á. Bò má Hai cũng không ăn đâu. Thịt bò em mới ngon á. Ăn ở sao mà bán mà gì đâu mà tới đây nhà thịt bò mà người ta sợ luôn. Trời ơi, tại Bini nó ghen em với chồng nó. Nó ghét nó gì đó. Chồng nó mê em. Ừ. Mê dữ chưa. Mê quá trời quá đất luôn. Ừ. Ủa chảo đâu có xào này được. Cái chảo. Được hả? Ở bếp ra kìa. Chưa chiên cơm nữa. Ở bếp ra tôi xào bếp điện tôi xào vẫn được. À vậy hả? Được không? Được hả? Được gì sao đi chứ. Giờ tới làm gì? Giờ tới làm gì hai? Hả? Giờ tới làm gì? Để làm là chiên, chiên cơm. Cái cơm ra. Ôm mộng ơi, ôm mộng. Ôm mộng, ôm mộng, ôm mộng, ôm mộng. Ê trời ơi. Xui xui xui, để chín dài má. Nó xui chín dài. Không được, 46 không được phải không? Được không? Không vợ. Gì hả? Được sao? Không thể nhiều khi bếp điện nó kén nó ra nồi. Bếp bả nó là mấy cái nóc. Cán bếp đây nó kén ha. Ờ vị tư xanh. Vậy lấy cái thao ra đi xới mới được. Cái sao thao xới cơm đi sao? Cơm trắng không đi. Rồi ăn cơm chiên, nên nữa thì là cơm trắng.
Gì hả? Ờ gì trắng gì trắng? Trắng đi chiên xào thêm nữa đi. Ờ. Cơm trắng đi. Cơm trắng đi hai ơi. Ờ gì trắng đi. Bà giờ không đủ mập. Không đủ mập, không muốn mập nữa. Mập cái nào? Mập nữa, mập thù lù luôn. Có mập bằng không? Không, mập bằng luôn. Ờ cơm trắng đi. Bởi vì nãy cái cơm trắng đi em chị bỏ vào chiên ông nội luôn nè. Ờ mập, ờ mập. Ờ mập, ờ mập. Ờ mập. Hãy 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 hãy. Ấy trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bà nội ơi. Cha hãy luôn nè, đừng mắc thở luôn nè. Hãy thấy ghê. Hãy vô mắc thở nè. Ôi trời ơi. Má ơi. Kìa. Má. Ôi mẹ, ôi mẹ. Em. Ôi trời ơi. Hãy 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 đưa thằng chính về vợ kệ. Do đau xui mà nội dẫn đau má. Hùng cái gì vậy? Đau mới đương, hùng đau má nội. Chặt nó mà tính không? Mà tính không? Đau dẫn nhẹ ta xin đau má. Đúng rồi. Mũi mới sửa đó. Khùng. Nè thấy cái mặt của chúng mầm không nè. Nhìn nè mọi người. Thấy giống cái mầm không? Nè bà. Cái này bà mầm. Bà mầm cái mặt bởi vì cái mầm vậy đó. Bà đòi ăn cơm chiên hoài. Cha đó cái đầu chiên kìa. Sâu dữ kìa. Sâu gì? Cái chảo sâu kìa. Nè kêu con gái vào lau bàn coi. Lau bàn đi con. Lau đi. Không lau thì mẹ lau. Không lau thì mẹ lau. Để lau. Để lau luôn. Lại lau. Lau. Lau cái ăn nước nè. Lau. Thôi. Trời ơi. Ơi. Để con lau bà nội ơi. Để con lau. Má hai công dung công hạnh lắm nha mọi người. Công dung công hạnh lắm luôn thiệt. Chứ má công dung bất hạnh hả? Hai này bà công dung này nè, hai bà công dung này nè, công hai thì nè lông lông chết cái thèm luôn lông lông dịch đi, lông dịch đi cái mặt mà giỏi ha, rồi nhầm thấy có chồng giỏi chứ bộ. Gì mà đi nói xấu mà mỏng hoài. Không nhúng luôn. Không nhúng luôn. Không thấy được. Chua hả? 50. 50. 50 đi chị ơi. Nay lên đây có lộc ăn quá ha. Ăn dung đậy đi đại chua đáo lắm nghe. Ừ. Chua đáo lắm. Chị thấy nữa kìa bà. Bà tiếp đại chua đáo bà nói với chị nè, ăn đi nữa chết thở cúng. Nói gì đó. Cũng kêu dữ dằn lắm má nè. Ờ ăn đi chết. Chứ sao? Hả? Hãy này hay chờ đang hỏi ăn đi rồi nó chết thở cúng vậy không đó. Ừ. Nói giỏi chứ bộ không? Bởi vì bà Thí có chồng giỏi quá trời luôn mà con không chịu nữa. Sao bữa nói xấu chồng sao hay? Xấu quá trời luôn. Ừ. Bữa bà nói sắp càng cua đâu ra đi. Bữa bà nói xấu quá trời hình kể nghe rồi anh tính mấy liền nha. Đánh lộn cho em. Ừ. Đánh không? Đánh luôn. Ủa càng cua đó làm gì vậy? Đâu phải, con sống hay mà. Cô này chấm với cái thịt kho. Ừ. Cô chấm thịt kho vịt. Ê ăn cho đông gì vui hết à. Bà hai đời nào mới chơi về nhà bà gần gần vậy đâu. Thôi đi, thôi má. Thấy nhà nó mặn nhiều người đây không có chỗ đứng luôn. Ủa sao tôi thấy dây tường là cầm cái dây leo lên ăn luôn. Dây leo ăn luôn à. Cắn ra. Ê Trang gì nữa nè. Ngon Trang. Cắn cái. Ừ. Cắn dây tướng đây thôi, không thấy dây tướng đây. Cắn hơn. Ngon. Ngon hơn, hơi lo nghĩ là cơm gì cha. Tự qua ăn nghe không em. Cắn cái. Ừ. Thôi thôi ăn con cơm cha, hay lo nghĩ ăn cơm thủ. Cắn ra. Cắn ra. Cắn hết luôn. Bỏ giòn hết cái dây leo rộng luôn. Rồi. Ngay ngay đi. Nó thịt bò người ta tươi vậy đó, má nói thịt bò dai. Bà ăn hô gình vậy trời ơi. Cái nè, cái nè. Trời giảng tươi ta đem màu gì kiếm gì trời. Để mà kiếm gì vậy? Cái quần nó cứng lắm. Cái quần nó cứng lắm. Tụt ta hoài đó mặt. Ơi. Cái này khô à, khô cái sớm khô đó chị. Khô chắc chết luôn nè. Chết rồi. Chết rồi.
Nè, đũa đây nè. Tính nào đây, con gái và hai đứa nào cũng giỏi hết rồi. Nhiêu đâu, lấy lại. Người biết cắt ớt cho này. 6 7 ủa hậu về nữa hả? Trời ơi. Ừ tại cái bà làm quá dễ sợ nè. Bà hai làm quá người ta ghén. Trời ơi là quá ghê dễ ghén luôn. Ngon nha này ha. Ngon hấp dẫn chưa? Ăn đơn xưa nay. Lấy chị dĩa hả? Lấy dĩa chưa? Dĩa chị Nhung. Dĩa bự đó. Dĩa nhỏ bự để hai dĩa nhỏ luôn hai dĩa. Nó bự quá hai nhỏ vừa rồi. Vậy nè. Vậy được không? Thôi dĩa nhỏ hai dĩa. Ừ, nhỏ để hai dĩa. Ừ. Lấy dĩa bự lên đây. Phần nhiều ăn sao hết. Không hết. Không dịch nữa. Dĩa được rồi. Sao xào nhiều quá vậy? Sao ăn hết? Ừ thôi gì được rồi. Cái đó để cho chị nhạn đi. Để sốt qua miếng nè. Ăn đi. À mà không có hết. Còn có dịch nữa kìa, bóc lụm miếng. Ngon, nó dở quá nha. Dù mình luôn. Cái trời ơi. Ai này mà ở vô quá ơi. Ăn rồi còn bắt còn chùi cho mình. Người ta làm cực khổ rồi bà ăn rồi bà chùi cho mình ta nữa. Chết mầm với thương bên cả nhà. Để đi đỡ. Lâu không. Không có hành không có ngồi chứ vậy. Ở đây thì có gì đâu đủ. Gì hả? Thành đó được rồi, để mẫn tiêu lên rồi. Bà đòi hỏi quá ai ơi. Ta làm cho ăn mà đòi hỏi quá. Bóc lắm, bóc vô. Hả. Ừ, ăn vô hả? Chua quá. Cái hạnh, má ơi. Ba phải ăn hạnh lắm chị. Vui quá, vui quá, tử mày nữ. Tao tử. Mày hả cho chữ vô. Gì vậy? Bữa nay mày tỏi hả? Tỏi sấy. Ngon. Ủa, mày đưa tỏi sấy được không? Đi được. Để. Tỏi sấy được phải không? Sấy vậy. Có thịt kho đang thịt kho. Giờ còn chả gì ở tỏi nè, chỗ này nè. Ủa sao hậu về không? Ờ, không về rồi. Gì hậu về ơi, giận quá mày. Hả? Giận quá. Rồi mấy giờ vô cho? Cái chừng 4 giờ mới cho mà. 4 giờ là 3 giờ mình đi trước hả? Ừ. Bây giờ mình tải đồ ra. Rồi bây giờ nó tải rồi. Rồi bây giờ nó tải rồi. Rồi bây giờ nó tải rồi. Anh để miếng nào sống là nó cho bà hai bà ăn, bà ăn bò sống lắm. Cái này tải rồi nè, là chín rồi nè. Nó về chín rồi. Bóp chi bà hai. Bóp chi bà hai nè bà hai ơi. Ủa? Tủ lạnh này không xài hết sức bền nè trời. Biết nhiêu năm. Bấm. Lấy dụng dao bò hồng rồi. Nhai à. Nhai. Nhút tao hết vô. Không phải. Trời ơi. Ủa hai chồng đánh con chết vậy má. Ai tao biết mày đi đám ở đâu rồi. Chỗ chị đi tới chỗ quán thở. Thì dân phải như nhà bà đó. Ờ. Ít bỏ lại. Trời ơi. Bỏ 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 bỏ. Dám bỏ lại. Thì tôi nói chị đó, gần chỗ chị đó. Ừ, nó nhìn ngang qua đó. Đây, cái đó có hình như có bảy ở trên thành phố xuống đó. Ừ. Trường quá trời đoàn luôn ha. Quá trời ăn luôn công nhận đó. Bởi vì bỏ tao nói sao, khách đến nhà không trà cũng bánh ha, mà này khách đến nhà không trà thì cũng thịt bò với thịt kho vịt rồi đó. Ừ. Tại chợ chú trình bò nè chồng người ta. Ừ. Chúng ăn đơn sơ nè. Đơn sơ này. Đơn sơ này chị em. Ừ, nó cái nhận đơn sơ này nha. Đó, bò Long Xuyên anh bò của ai? Mua bò Long Xuyên này. Giả miệng, giả. Nè vợ ông kêu nghe, giả. Giả nào? Giả mà. Giả mà, vợ kêu kìa, bả kêu kìa.
À, cái này là đánh lộn, đánh lộn không lại, bây giờ tay em đó. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ lại. Lại lại. Lại lại. Rồi. Thôi cho cả nhà. Nó đi vô mời, hát cơm Hải ơi. Ăn cơm rồi chưa? Ăn miếng đi mày hai. Dạ. Dạ. Dạ ăn cái mày ha. Cơm Vũ ơi. Thôi cả nhà ơi, bye tất cả tình yêu. Bây giờ tụi em ăn cơm thôi mọi người. Không nhìn bò luôn kìa.